Cô chào mừng tất cả các em đến với tiết học mỹ thuật lớp 3 ngày hôm nay. Lời đầu tiên, cô xin chúc các em và cùng toàn thể gia đình các em luôn luôn khỏe mạnh, bình an trong mùa dịch Covid này nhé. Hôm nay, cô và các em tiếp tục tìm hiểu chủ đề 3, biết ơn thầy cô. Để tiết học của chúng ta tốt hơn thì các em cần chuẩn bị cho cô những dụng cụ vẽ sau đây. Thứ nhất, các em chuẩn bị cho cô cuốn sách luyện tập mỹ thuật 3 tập 1, một cây bút chì, một cục gôm tẩy và màu vẽ. Do dịch bệnh, em nào chưa nhận được cuốn sách luyện tập mỹ thuật 3 thì các em có thể chuẩn bị cho cô một tờ giấy trắng để mình có thể thực hành bài vẽ lên đấy nhé. Trước khi vào bài học mới, cô xin mời các em cùng tham gia một trò chơi trắc nghiệm để chúng ta đoán về nội dung bài học ngày hôm nay. Cô có câu hỏi đầu tiên. Em hãy cho biết ngày nhà giáo Việt Nam là ngày nào? Đáp án A, 20 tháng 10. Đáp án B, 20 tháng 11. Đáp án C, 20 tháng 12. Đáp án D, 22 tháng 12. Em hãy tìm một đáp án đúng nhất nhé. À, các em chọn đúng rồi đấy. Đáp án B, 20 tháng 11 là đáp án đúng các em ạ. Cô mời các em đến với câu hỏi tiếp theo nhé. Ngày 20 tháng 11 có ý nghĩa gì? Đáp án A, nhớ ơn cha mẹ. Đáp án B, nhớ ơn Bác Hồ. Đáp án C, nhớ ơn thầy cô. Đáp án D, nhớ ơn cách mạng. À, đáp án đúng của chúng ta ở đây chính là đáp án C. Các em giỏi lắm. Ngày 20 tháng 11 có ý nghĩa là nhớ ơn thầy cô nhé các em. Cô xin mời các em đến với câu hỏi số 3. Vì sao phải nhớ ơn thầy cô? Đáp án A, vì thầy cô nuôi nấng mình. Đáp án B, vì thầy cô cho mình nhiều quần áo đẹp. Đáp án C, vì thầy cô cho mình nhiều trò chơi. Đáp án D, vì thầy cô cho mình kiến thức và dạy dỗ mình nên người. Các em hãy chọn đáp án đúng nhất nhé. Các em giỏi lắm. Đáp án D chính là đáp án đúng. Cô xin chúc mừng các em đã chọn đúng đáp án của mình. Vì thầy cô cho mình kiến thức và dạy dỗ mình nên người. Qua trò chơi trắc nghiệm như này, các em đã đoán được hôm nay chúng ta học bài gì chưa? À, các em đoán đúng rồi đấy. Hôm nay cô và các em sẽ học bài vẽ tranh đề tài Ngày Nhà Giáo Việt Nam. Các em ạ, ngày 20 tháng 11 là ngày học sinh nhớ ơn những người thầy, người cô, là người truyền đạt tri thức cho các em học sinh đấy. Sau đây, cô xin mời các em cùng đến với hoạt động 1, tìm và chọn nội dung đề tài nhé. Các em cùng quan sát, cô có 4 bức tranh sau. Em hãy tìm cho cô đâu là tranh vẽ về đề tài ngày 20 tháng 11. À, các em chọn đúng rồi đấy. Tranh số 1 và tranh số 4 là tranh vẽ về đề tài ngày 20 tháng 11 đấy các em ạ. Bức tranh số 2 là tranh vẽ về đề tài quân đội. Còn bức tranh số 3 chính là tranh vẽ về đề tài con vật nha các em. Các em hãy kể tên các hoạt động chào mừng ngày 20 tháng 11 của trường em. Các hoạt động chào mừng ngày 20 tháng 11 như là tiết học tốt chào mừng ngày 20 tháng 11, hoạt động bông hoa điểm 10 kính tặng thầy cô, hay những hội thi báo tường và hội thi biểu diễn văn nghệ. Ngoài ra còn có những cái hội thi trò chơi như kéo co, thi nhảy bao bố vân vân. Và sau đây cô xin mời các em tìm hiểu thêm những hoạt động trong ngày 20 tháng 11 qua các bài tranh vẽ của các bạn học sinh nhé. Như các em thấy bức tranh này chính là bức tranh
vẽ lại cảnh trường làm lễ chào mừng ngày 20 tháng 11. Bức tranh tiếp theo là các bạn vẽ biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày 20 tháng 11. Các em thấy đấy, như bức tranh này là bức tranh vẽ thi đua phong trào hoa điểm 10. Còn bức tranh tiếp theo đó là các bạn cùng chuẩn bị chào đón ngày 20 tháng 11. Sau đây cô mời các em cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về nội dung nào. Các em thấy đấy, trên đây là ba bức tranh. Em có thể cho cô biết trong tranh vẽ về nội dung gì? À, trong tranh vẽ về nội dung ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 đấy các em. Em hãy tìm cho cô trong tranh đâu là hình ảnh chính và đâu là hình ảnh phụ. Hình ảnh chính ở tranh chính là hình ảnh cô giáo và các bạn học sinh. Còn hình ảnh phụ chính là những lớp học, cây cối, phong cảnh xung quanh của trường học đấy các em. Và các em ơi, các em thấy bức tranh vẽ những ai? Nhìn thấy họ đang làm gì nào? Bức tranh đầu tiên các em thấy là hình ảnh trong tranh có cô giáo và các bạn học sinh. Cô giáo đang cầm bó hoa ở trên tay và các bạn học sinh thì đang cầm các bông hoa tươi thắm tặng cho cô. Bức tranh tiếp theo các em thấy ở đây chính là một cái cảnh lễ chào mừng ngày 20 tháng 11. Ở trên sân khấu thì có các thầy cô giáo đang phát biểu này, và ở phía dưới thì là có các bạn học sinh đang chú ý quan sát và lắng nghe. Còn bức tranh cuối cùng đây chính là các bạn học sinh đang múa hát để chào mừng ngày 20 tháng 11 đấy các em. Và tiếp theo, cô xin mời các em cùng đến với hoạt động 2, hướng dẫn cách vẽ. Để vẽ được bức tranh chào mừng ngày 20 tháng 11, chúng ta sẽ thực hiện theo 4 bước. Bước 1 là sẽ phác mảng chính, mảng phụ. Bước 2, các em sẽ đi vẽ hình vào mảng. Bước 3, các em vẽ chi tiết. Và bước 4 là các em sẽ đi vẽ màu. Các em lưu ý, khi các em vẽ tranh và tô màu thì nên nhớ là hãy tô kín hết tất cả màu nền cho cô nhé, để bức tranh có thêm chiều sâu và không gian. Đừng em nào để trắng ở phía trên thì bức tranh của chúng ta sẽ chưa được đẹp tối đa đâu các em ạ. Và cô muốn các em tìm hiểu thêm một chút về bố cục trong tranh, thì các em hãy tìm cho cô bức tranh nào vẽ bố cục hợp lý nhất. À, bố cục hợp lý nhất ở đây chính là tranh số 4 nhé các em. Còn tranh số 1 thì hình vẽ quá to trong khổ giấy này. Tranh số 2 thì hình vẽ quá nhỏ trong khổ giấy. Còn tranh số 3 thì hình vẽ bị lệch về một bên phải, bên trái trong khổ giấy. Và tranh số 4 chính là hình vẽ cân đối và đẹp nhất đấy các em ạ. Trước khi đến với phần thực hành, cô mời các em cùng tham khảo một số bài vẽ của các bạn học sinh nhé. Các em vừa quan sát một số tranh của các bạn học sinh vẽ về đề tài ngày 20 tháng 11. Sau đây, mời các em cùng đến với hoạt động 3 thực hành. Em hãy vẽ một bức tranh về đề tài ngày 20 tháng 11 vào trang giấy trắng ở giữa vở luyện tập mỹ thuật 3 hoặc vẽ vào một tờ giấy A4 nhé. Sau khi vẽ xong thì các em hãy tự nhận xét xem là tranh của mình đã vẽ đúng với nội dung đề tài chưa này, màu sắc trong tranh các em tô như thế nào, có bị lem màu hay không, bố cục đã hợp lý trong tờ giấy vẽ chưa nhá. Và khi kết thúc tiết học thì cô muốn củng cố lại kiến thức cho các em, đó là ngày 20 tháng 11 là ngày gì và ý nghĩa của ngày đó như thế nào.
Ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam, là ngày tôn vinh nghề dạy học, là dịp học sinh bày tỏ tình cảm, kính yêu và lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo và cô giáo đấy các em. Tiết học kỹ thuật của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô xin chúc các em khỏe mạnh, chăm ngoan và học giỏi. Xin chào tạm biệt các em.